hello xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay là chiều 12 hai anh em em vẫn tiếp tục lên clip để cập nhật cho anh em mình ha nay ba tháng 1 chiều ha bốn giờ rồi bốn giờ ngày 3 tháng 1 thì như qua sắp qua ngày 13 âm, âm lịch thế em hôm nay là vẫn còn là ngày 12 hai ha thì à, em cũng lên clip để à, chia sẻ cho anh em mình một số để nhiều khi chiều ngày mơi em lên cái clip nữa thì nó hơi bị trễ nhiều khi anh em mình có hơi lại sớm ha thì à, cái phần canh nụ thì em đã chia sẻ cho anh em mình rồi em có nói chung là dự kiến cho anh em mình những cái sân mai lớn ở đây á, là người ta đã có cái ngày lãi lá của riêng của anh ta rồi nhưng mà cái khâu mà ví dụ như nụ bự nụ nhỏ và lãi sớm lãi 13 14 15 16 gì đó thì cũng sẽ còn tùy nha anh em nha chứ không phải là bắt buộc anh em mình phải lãi đúng theo một là cái khí hậu của anh em thời tiết của anh em như thế nào nhưng mà không biết cái thời tiết của anh em như thế nào như cái thời tiết ở đây hiện tại ha à, buổi sáng thì có gió chướng ha rồi à, Tưa. đặc biệt bây giờ nè anh em thấy không gần 4 giờ chiều mặt trời còn nắng đang rất là hực luôn nắng rất là nhiều rất là lớn nắng rất là dữ ha thì có thể là sẽ xảy ra một cái là nổi sớm nên anh em mình khi mà mình lãi lá thì các nhà vườn ở đây em cũng xin nhiều buổi sáng bây giờ mới tới buổi chiều mới quay clip nè buổi sáng anh em em cũng có đi vòng vòng mấy cái sân mai lớn để em hỏi ý kiến của người ta để lên cái clip để chia sẻ cho anh em mình để mình lấy cái ý kiến chung của người ta ha. Người, mình bắt buộc mình làm thí dụ như mình làm ít mình không có kinh nghiệm bằng ta thì cái những cái nhân sân mai lớn thì mình cũng đi hỏi cái ý kiến của người ta thì mình biết ví dụ như à, sân của ông này là 14 ta xuống lá sân ông kia 14 15 rồi ông kia 13 14 thì mình sẽ lấy lại cái, cái 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 trung bình cái chung nhất để chia sẻ cho anh em để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất còn nhiều khi lấy lấy một cái quan điểm ngay một cái sân mai thì nhiều khi cái sân mai nảy nở sớm rồi sao hoặc là sân mai kia nó trễ rồi sao nên em phải đi vòng vòng lấy cái kiến chung để chia sẻ cho anh em mình để được một cái clip nó đạt nhất có thể. Ha. Rồi thì đa số là nhà nay sáng giờ em đi vòng vòng, đi sớm giờ em đi cũng năm sắp sân mai anh em. Em cũng hỏi ý kiến của mấy anh ha, thì đa số là người ta sẽ là ngày 14 người ta xuống lá trụi ha. Thì ngày mơi bữa nay là 12, ngày mơi là 13, thì ngày 13 anh em mình có thể là gông một số lá dưới chân, dưới gốc. Giống như cái clip hôm qua em chia sẻ cái cách gông cho anh em mình rồi đó Nếu mà anh em mình nhiều thì anh em mình có thể là gông Bữa nay mình gông, ngày mơi mình gông cũng được Còn mình ít thì cứ ngày mơi mình gông Mình gông ra tầm khoảng 50% lá xong đi Gông ngay chỗ những cái tông nách, tông kẹt, tông hốc Và những cái nụ nhỏ Rồi qua ngày 14 thì mình xuống lá khoảng 90% 90% thôi nha Có một cái điểm rất là hay Nhưng mà nhiều khi người ta không có lên clip Người ta không có nêu rõ cho anh em mình á Đặc biệt 90% thôi chừa 10 phần trăm ở những cái vị trí cái khung đọt đó thì ví dụ như một cái cây mai bình thường nó sẽ đều như vậy ha ở đây là một cái từng cúc một cúc hai cúc ba lên đây là cúc bốn cúc năm cúc sáu lên đây là cái ngọn thì khi mà lãi lá anh em đừng có lãi trụi hết nguyên cây dứt điểm vào ngày 14 ngày 14 anh em mình lãi 90 trăm ha nếu mà anh em làm theo clip hoặc là làm theo những nhà vườn hoặc là anh em mình có cách nào làm thì làm nhưng mà khi mà mình lãi mình lãi cái từng ở dưới hấp đây nè có thể là lãi trụi ngày 14 nha lãi trụi hết từng này từng tên lãi trụi nhưng mà cái chớp ngọn nè cái ngọn ở trên đây anh em mình chờ tới 15 16 anh em mình hãy giật cái chớp ngọn này chùa khoảng à, một một đọt ba bốn lá một đọt ba bốn lá cây này thì nó ít đọt quá để em kiếm cái cây nào nói chung nó nhiều nhiều đọt chút nè, ví dụ như cái cây này đi bên đây năm lá 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 bên đây tên đây năm lá ha còn ở dưới đây anh ngày 14 anh em mình có thể lại trụi luôn À, lãi trụi dưới đây cũng được Nhưng mà tại vì đó, hồi nào cái cây của mình ở trên đây nè Nắng nó phải bắt buộc nó phải nhiều hơn ở dưới đây ha à, Thì ở trên đọt này đa số nó sẽ nở sớm hơn cái thằng ở dưới đây Nên khi mà anh em mình lãi lá Bây giờ 13 ngày mơ anh em mình gông Gông lá trong kẹt, trong hốc, trong nách nè Những cái lá mà chen chân không có chỗ nó, nó bị phức quá đó Mình lãi lá ngày mơ mình gông lá Ngày 14 lãi 90% Lãi tự tên dài xuống ở trên đây chùa Nãy chùa mấy lá mấy lá mấy lá ha Còn dưới đây lãi trụi hết Ha, qua cái còn cái xóm ngọn này 15 16 ra giật nó nó vẫn nở kịp tại vì tên ngọn Tên ngọn là bắt buộc nó nắng nó phải nhiều hơn gió nó cũng phải nhiều hơn ha nên nó bắt buộc nó phải phát triển nhiều hơn hàng ở dưới đây nên anh em mình chùa hai ba cái tên đó hay chứ nó rất là hay nha à, để nhiều khi bây giờ phải lên nói trước để anh em mình biết, để anh em mình chừa lại Chứ để mà ngày 14 Ở đây người ta lãi xong Em quay lên em nói cho anh em mình Tới chiều em đăng clip Thì nó đã quá muộn rồi Anh em đã lãi rồi luôn rồi lấy đâu mà gắn lại nữa Nên anh em mới lên clip em nói trước Cho anh em mình như vậy Để tới ngày 14 khi mà nhà vườn người ta lãi Ví dụ như ngày 14 đi Đặc biệt là ngày mơi là 13 Thì có một số nhà vườn người ta sẽ lãi trụi Nhưng mà lãi đối với những cái cây nụ nhỏ Nụ nhỏ là người ta sẽ lãi ngày 13 Ngày 14 là ngày tập trung các nhà vườn người ta lãi Đa số là lãi tầm khoảng 80% các nhà vườn lớn ở đây người ta lãi Nhiều vườn anh em mình biết lắm Như vườn Thuận Mai Vàng nè Duy Lê nè Rồi Úc Dễ nè Minh Chậu nè Chú Tám nè Rồi chú Úc Tú nè đó Những toàn là những sân mai lớn không anh em thấy không Những sân tầm cỡ người ta đa số người ta lãi 14 là lãi tạm phân hết 80% cây rồi đó nên em cũng đi thu thập thông tin để chia sẻ cho anh em mình một cái clip rất là đáng tin cậy nhiều khi một cái nhà vườn một cái nhà vườn của anh Di ở đây đi ảnh lãi ngày 14 anh em mình có không có thể là không tin không tin tưởng nhưng mà gom những cái ý kiến những cái sân mai lớn đó, thì nó lại khác người nào người ta cũng có chung một cái ý kiến là 14, 15 người ta sẽ lãi thì mình có cái phần tâm rất là cao ha nói chung là lãi lá thì lãi thôi nhưng mà còn cái sớm hay cái muộn đó mình còn phải xử lý tầm khoảng 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 nha mình còn phải xử lý từ đây cho tới 24 nó mới đạt cái chỗ chính xác cao nha anh em chứ không phải nói tôi lãi lá ngày 14 là bắt được đầu nó phải chuẩn nha anh em nhiều khi cái cây một sân thì ổng nói đi hai cây thôi một cây bên đây nụ nó nhỏ nó nở trễ cây bên đây nụ bơ lớn nhưng mà hai cây là dẫn lãi ngày chung ngày 14 thì thằng này bắt buộc phải nở trễ thằng kia phải nở sớm thì đằng này mình phải xịt thuốc xịt atunit nè xịt nước nè bỏ nó ngoài nắng nè nên mình còn phải xử lý nó dài 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 đến 24 một vườn 100 cây mỗi cây xử lý khác nhau nên cuối cuộc cái ngày 28 29 chín là nguyên một cái vườn mai của người ta nở rất là đồng lọt nó còn xử lý rất là nhiều điều kiện ở trên cái cây đó nữa nó mới mang lại là một cái cây đều cả vườn nha anh em chứ không phải là một vườn vậy cứ lãi ngay ngày 14 hoặc là lãi ngay ngày 15 cái là nó nở đạt 100 phần trăm đâu anh em nha nó rất là khó khăn trong cái việc này luôn nha nhiều khi ở vườn đây trăm cây lãi lá ra nó đúng tầm khoảng 60 60 cây à còn 40 cây kia nó nằm nó điếc ngắt luôn ha có những cái trường hợp đó luôn chứ không phải là không có nha anh em còn anh em mình có một hai cây nhiều khi mình lãi gà tật cà vụ Thì đó là chuyện rất là bình thường một trăm cây đây người ta lãi còn tật lên tật xuống rồi nè đừng nói anh em một hai cây ha, nhưng mà mình vẫn còn xử lý được ha mình thấy cái tình trạng cây này nó sớm thì mình xử lý nó như thế nào nó trễ mình xử lý nó như thế nào nó nó còn nhiều cái từ nay tới 24 mới quyết định tại vì đa số tầm khoảng 20 cho đến 24 là trong vòng 3 đến 4 ngày đó bắt buộc cái cây mai nó phải tóc vỏ trấu nếu mà không tóc vỏ trấu thì nó sẽ bị trễ còn mà 19 20 mà nó đã tróc vỏ tấu thì cây đó nó sẽ bị sớm chứ không phải là đợi tới ngày 28 29 nó lên bông nó nở ra rồi mới biết sớm hay là biết muộn nha anh em lúc đó là không còn đường xử lý à, tại vì thường thường đây ví dụ như mà em lấy chuẩn là 14 lại 20 21 tóc vỏ tấu rồi khỏi cần lo lắng gì hết rất là chuẩn nha à, còn nhiều khi mà anh em mình cứ tới ngày 28 rồi mới biết sớm thì thôi chết luôn rồi tới hồi đó là chỉ có được đường là chạy ra chợ mua cây mai thôi chứ không có đường nào xử lý nữa tại vì đó nó cái bông của mình khi mà nó đã lên cái dồi xanh rồi tầm khoảng hai ngày là cái bông nó đã rụng rồi mà 28 nó đã nở thì bước qua mùng 1 thì nó gụi thôi không còn đường nào xử lý nên cái lúc gài á thì cái lúc trước á, anh em mình có thể không theo dõi kênh của em đi cũng được nhưng mà lúc gài thì anh em mình có phái mai ha thì mình có thể là theo dõi kênh em tại hàng ngày lúc này là phải mỗi ngày, mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày em lên clip để cho anh em mình theo dõi anh em mình nắm bắt kịp để anh em mình xử lý cho cây mai của mình nó đạt ha đó. À. rồi nhớ nha anh em hôm nay chủ yếu là chia sẻ cái cách lãi lá để ngày mơi á anh em mình nhiều khi em lên cái nó bị trễ nên bắt buộc phải nói sớm nói sớm nói trước nói trước một ngày một ngày vậy đó để cho anh em mình làm theo thì ngày mơi á cây nụ nhỏ đối với những cái mai nụ nhỏ thì anh em mình có thể là xuống lá một trăm phần trăm chùa dài cái lá đọt Ha, đối với nụ nhỏ còn nụ trung bình nụ trung bình đến nụ ngon thì gông gông lá tầm khoảng 40 đến 50% rồi qua ngày sau lãi lá hết chính qua ngày 14 lãi lá 90% chừa vẫn chừa dài cái lá trên ngọn này cho em nha tên ngọn hồi nào cũng phải nở sớm hết ha tên ngọn này mà nó nếu mà nó nở sớm rồi nó xấu lắm anh em nguyên cái cây dưới đây nó nở đều ra hết nên cái ngọn không có bông nó bắt buộc nó rất là xấu nên khi mà lãi lá anh em mình nhơ chùa chỗ cái đọt không cần nhiều đâu một đọt hai lá một đọt hai lá ví dụ như từ cái khúc này ngang đây phải không ngang khúc này khúc này là cái đọt đây hai lá 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 chừa mỗi một nhúm đọt một cái tược đi thẳng ra chùa hai lá hai lá là hai lá đi qua wow, khoảng hai ngày sau anh em mình giật luôn trên đầu nó không bao giờ trễ đâu à, à, bữa nay thì rất là nhiều nhà vườn gông lá luôn anh em nhưng mà tại vì đi mình không có quay quay clip vậy nhiều khi sân chỗ này chỗ kia không có nói chuyện nó không có nó không có liền lạc nên em không có quay ha đi sớm sáng giờ mới về nãy em cầm điện thoại lên anh em coi mấy giờ là anh em biết rồi nè giờ 4 giờ nè giờ em đi quay quay clip này tầm khoảng nửa tiếng nữa về sửa làm chuyển qua máy tính đăng lên cái thì nó cũng tầm khoảng 6 giờ cái clip này nó mới lên là cũng rất là vừa ha Nghe thấy không gồng nè gồng này, anh em thấy không cái cây này là gông hôm qua nè hôm qua lên quay clip cho anh em mình coi bên dưới anh di gông nè anh em thấy rõ ràng ha gông nè anh em thấy không bây giờ nè nắng bắt đầu nó lùa vô cái nụ rồi nè thấy không là cái nụ này nó đã làm quen với cái ánh nắng được ngày hôm qua bữa nay rồi bắt đầu ngày mơ nữa là cái nụ của mình nó đã làm quen với cái ánh nắng nhẹ tầm khoảng được 3 ngày rồi khi mà 14 mình giật lá 100 phần trăm thì cái lá cái cái nụ của mình nó sẽ không có bị nắng áp hiểu không nắng áp tự nhiên đang nằm ở trong mát hồi đó từ hồi đầu năm tới cuối năm nay đang nằm ở trong mát không tự nhiên giật cái đưa ra nắng phơi ở đây nhiều khi cái nụ của mình một nó bị đen vỏ tấu hai nó bị sốc nó không nó nở không có đạt à, nên bắt buộc mình cái gông cái gông lá này rất là hay à, nên bây giờ anh em mình tối nay anh em mình coi clip thì ngày mơi 13 anh em mình gông vẫn được bình thường à, bắt đầu 14 thì à, lại 13 ngày mơi có thể là anh em mình giật lá những cái cây nụ nhỏ thì anh em mình có thể là giật mạnh mạnh tay ha cũng 70 cũng được còn nụ quá nhỏ luôn thì mình có thể là xuống trụi luôn ngày mơi cũng được mơi là 13 rồi ha, đối với cái nụ đen nụ nhỏ thì mình có thể làm sớm còn nụ trung bình thì cứ gông lá qua 14 gông 90 phần qua 15 16 giật lá hẳn 100 trăm là khá là ok ha. thì cũng giống như cái clip năm năm rồi ha, ngày mơi thì chưa biết lên cái chủ đề gì nhưng mà ngày ơi em bắt buộc phải dẫn lên cái clip để chia sẻ hoặc là tư vấn cho anh em mình một số thôi còn ngày 14 giống như ngày 14 của năm rồi thời tiết năm nay nó nó hơi na ná giống như năm rồi nha anh em nha sáng hơi lạnh lạnh trưa nắng nhiệt độ không quá thấp nên năm nay sẽ nở sớm ha. khoảng 80 dự đoán là sẽ nở sớm ha tại vì không khí thường thường lạnh á là sáng tầm khoảng 6 giờ 7 giờ 8 giờ đó là hàng năm nếu mà gặp cái năm nó lạnh nó sẽ lạnh dữ lắm nhưng mà năm nay sáng 8 7 8 giờ ra không còn lạnh nữa mà mặt trời nó lên rồi thì nó sẽ năm nay cái, cái tình trạng nổi sớm nó sẽ xảy ra à, anh em mình không tin để ý cái clip này của em coi nó năm nay cái thị trường mai nó nổi sớm hay nó nổi trễ à, à, tại vì hôm nay mà có hôm bữa 10 11 mà có một số nhà vườn người ta sợ lạnh á thấy lúc trước à, ba Noel đó, anh em Noel nó lạnh là phải lạnh thôi tại vì ngay cái khí đó là cái khí trời Noel mà bắt buộc phải lạnh chứ không phải là nó lạnh nó kéo dài nên có nhiều nhà vườn người ta sợ bữa 10 11 người ta đã lãi lá trụi luôn rồi ha. nhưng mà bây giờ anh em thấy không 4 giờ chiều mà còn nắng nắng chăng trang luôn anh em thấy không cái khí này cái trời như vậy là nó nở dễ nở dữ lắm anh em ha nên uh, ngày mơi thì anh em mình vẫn công lá thôi ngày đặc biệt ngày 14 thì uh, giống như cái clip năm rồi anh em nhớ năm rồi không em đi quay uh, vườn à Úc Dễ nè, vườn Anh Minh nè, vườn Chú Tám nè, vườn Úc Tận nè, vườn Cụ Chính nè, vườn à, vườn Anh Di nè, vườn Anh Minh nè. Rồi năm rồi nói chung là quay cũng 7 tám vườn á. Ngay cái ngày mưa em không nhớ chắc nhưng mà 10 hình như 13, 14, 15 thì cũng nằm trong cái khoảng đó tại vì không khí năm nay nó giống như năm rồi nhưng mà cái clip năm rồi em nói chung là không có nhớ đâu. Thì năm nay em vẫn đi như vậy, mỗi một vườn em sẽ quay tầm khoảng 5 phút, 10 phút, 5 phút, 10 phút gì đó, em gom lại clip chiều ngày 14 em sẽ đăng cho anh em mình coi người ta xuống lá như thế nào ha. Thì uh, có gì ngày anh em mình chiều uh, có thể là tới chiều ngày 14 tại vì đi nguyên ngày quay á, uh, quay 7 8 giường thì nguyên một ngày đó thì tới chiều chắc khoảng 5 giờ hoặc là 7 giờ em lên clip mới được. ha uh, thì anh em mình có thể là đón xem trong clip ngày hôm uh, ngày 14 ha. Còn ngày 13 thì ngày mới chưa biết lên cái chủ đề gì nhưng mà chắc chắn anh em mình cũng sẽ có clip. À, hồi nãy em có nói với anh em gọi đó cái khúc trước anh em mình có thể không xem em xem ai xem những cái khúc cuối này anh em mình có nếu có thời gian thì anh em mình có thể là xem xem em ha lúc gà hiểm sẽ lên clip nó hơi bất chợt tí giống như mình rảnh thời gian nào giống như hai bữa trước thì em có thời gian rảnh buổi sáng em đi quay trưa 11 giờ em đăng À, còn như ngày nay em phải chạy đi vòng vòng em hỏi ý kiến của người ta coi cái ý kiến của người ta giường của người ta nụ của người ta cây này ví dụ như hỏi người ta là người ta phải ra người ta chỉ mình giống như nụ qua chú dày chứ bữa nay 14 chú lãi hết đó mình lấy một ý kiến của một phường qua giường bên kia cũng vậy nên mình rút được cái kinh nghiệm nụ cỡ nào cỡ nào ai lãi sao như thế nào thì đi buổi một buổi sáng là hết thời gian bây giờ tới 4 giờ mới về làm clip cho anh em mình được đó thì uh, clip này sẽ lên hơi muộn ha à rồi à, sao nữa ta còn những cái chỗ mà cái không khí nếu mà cái chỗ của anh em nha ở đây là nói chung là chỉ là tham khảo thôi nha anh em cái khí hậu tại huyện chợ lách tỉnh bến tre xã tân thiền nó sẽ khác với cái hậu ví dụ như bên tiền giang các vĩnh long nó hơi khác vĩnh long nó hơi lạnh hoặc là nó hơi nóng gì đó thì nó sẽ nhích lên nhích xuống chút đỉnh nha anh em chứ không phải là lấy cái này làm chuẩn nha em nói trước nha để anh em nhiều khi cứ lấy cái này làm chuẩn nhưng mà ngay chỗ anh em nó sực lên nó lạnh hay gì đó ngay cái chỗ của em nè nhém hồi hồi tối bữa hôm kia tầm khoảng ba bốn giờ sáng là có mưa gào qua một cái rồi tới chiều ngày hôm qua đó vừa phức mình tầm khoảng 5 giờ mấy á, là có mưa gào qua một cái nữa đó anh em thấy không lại la sớm mà gặp mưa đậm một cái là chết nở rất là nhanh mưa gào á mưa mưa xong nắng đặc biệt nước mưa nó kích cái cây mai nở mát cái cây nó nhanh nở lên nở dữ lắm ha rồi thì nói chung là clip giờ thì nói chung là làm cũng khá là gấp rút ha để cho anh em mình biết nhớ nha anh em thì anh em em chia sẻ cái cách lãi cho anh em mình rồi đó đối với nụ nhỏ thì ngày mơi lại 90 phần trăm cũng được nụ nhỏ nha còn nụ vừa thì ngày mơi gông lá tầm khoảng 40 đến 50 phần trăm gông lá xong bỏ đó ngày 14 xuống lá 90 nhớ chừa cái ngọn lại nha đừng có lãi luôn cái ngọn rồi cái ngọn đó anh em mình bây giờ thì chưa có thấy nhưng mà qua ngày 14 đi em quay hết các vườn em sẽ nhắc lại cái ngọn cho anh em mình quay ngay tân cái ngọn coi coi phải hầu như là 10 nhà vườn ở dưới đây người ta có làm giống như em chia sẻ anh em mình không để nhiều khi cái ngày 14 đi một ngày quay xong rồi chiều 5 giờ đăng clip trong khi đó anh em ở nhà anh em mình cũng đã lãi lá rồi tới chiều em mới đăng lên mà cái ngọn của anh em lãi tiêu rồi ha, thì hồi đó có gắn lên cũng không có kịp nên em mới lên cái clip là dặn anh em trước ha còn nếu mà anh em thấy tới đó tới chiều đó đi tới chiều đó mà em quay lên ta lãi hết anh em ra còn có sáu bảy lá trên đây ha. anh em mình giật cũng được không sao không có bị trễ rồi anh em gọi lo ha sáu bảy cái lá đó vậy chứ sáu bảy cái lá ăn tiền đó nha anh em chứ không phải là sáu bảy cái lá đó làm bỏ đâu ha rồi ngoại trừ cái lá ở trên ngọn ở trên đây đi anh em thấy không nhìn cái cái nụ ở trên ngọn nè đây cái nụ ở trên ngọn này, này thấy không bây giờ là nó chỉ nằm để nó chờ nở thôi anh em lãi ra cái là nó nở trước cái hàng dưới đây liền nè cái nụ ở trên trên nóc nè nha. cái nụ ở trên nóc cái nụ ở dưới này anh em thấy hai thằng hai hai khác không cái thằng này sẽ nổi sao thằng này mà anh em mình lãi lá một lượt thì thằng này bắt buộc nó phải nổi sớm rồi à, nên chùa cái chớp này rồi chùa cái chớp này xong thêm một phản nữa nè những cái thằng ở ngoài đây nè như cái thằng này nè đây khác nè anh em coi gọi, gọi đây khác nè đây khác nè qua bên đây lại khác nè anh em thấy không thì khi mà mình lấy lá cái anh em thấy nguyên cái chùm này phải không cái chùm này nó hơi to thì mình cũng vẫn chùa khoảng hai lá ba lá gì đó chùa ba lá này lại lại hết chùa ba lá qua ngày 15 16 rồi ra giật ba lá này luôn ba lá chừa lại như vậy á nhưng mà nó kéo cái cây của anh em nở đúng nha Ê, bên đây thì nhà vườn anh gông hồi gông hồi sáng hồi sáng em có qua à, có qua nhưng mà không có quay à, mấy cô cũng gông lá nói chung là gông lá thì clip trước đã gông rồi quay lại gì nữa à, nên cũng đang gông mấy cái cây này là gông bữa hôm kia rồi bắt đầu gông dài dài lần là sau anh em thấy không cây này mới gông sáng nè à, còn lá còn xanh đen luôn à. bên đây thì cụm của ông ba ông cũng gông một số rồi nè em cũng gông một số cây rồi mấy cây già của ông ba nè cũng lại mấy cây này đừng cái nó hay nụ ở trong thân nè cây nè nụ trong thân mà búp lên luôn anh em thấy không nè mấy cây này ông ba cũng lại ông cũng gông nay anh em mình là nếu mà không có thời gian thì hàng hàng ngày hàng tháng anh em không có thời gian theo dõi kênh của em á thì cũng không sao thấy cái thời gian đó nói chung nó cũng không có cái gì ảnh hưởng đến nhiều ha còn như lúc dài nè còn có đây như 14 anh em theo dõi em tới khoảng 25 mà nó còn khoảng 11 ngày 11 cái clip nữa ha anh em mình gắn đeo coi 11 clip này thì hoa của anh em mình nó có thể nó, nó sẽ tăng lên được phần nào ha không bảo đảm chắc chắn là cây mai của anh em nó sẽ đạt 100 phần trăm nhưng mà nó sẽ vẫn ổn để cho anh em mình chơi tết cho dù sớm hoặc là trẻ gì đó vẫn có cái cách xử lý để cho mình kiềm loại một nếu mà mình trẻ thì mình có thể là giúp cho nó tăng tưởng nhanh lên để mình vẫn có hoa chơi ha rồi hoặc là nó nổi sớm thì mình vẫn có thể là kiềm nó lại ví dụ như nó không có kiềm chuẩn 100 phần trăm đi ví dụ như nó nếu mà mặc định của nó nó sớm 5 ngày thì mình có thể là kéo lại để cho nó sớm 2 ngày là ok rồi mình vẫn kéo nó lại được ha nhưng mà phải theo dõi trực tiếp cây mai của mình nó có cái thay đổi nào thay đổi nào thay đổi nào nha anh em chứ không phải là như như là em nói rồi nếu mà mình theo dõi của nó 14 mình đã lá mười mình theo dõi nào mười mình đừng có để ý nguyên một cây mình chỉ để ý là một cái nụ này một cái nụ này hoặc là một cái nụ nào ở trên cây ba nụ ba chỗ mình làm dấu cũng được nữa để mình nhìn nó coi nó có phát triển như thế nào 14 mình lại 15 nó 16 17 18 nó như thế nào 18 nó có tiến triển gì chưa 19 nó tóc giả tấu chưa 20 nó tóc giả tấu chưa 21 tóc giải tấu chưa nó mình phải theo dõi là theo dõi ngay một cái nụ làm chuẩn không nên lựa nụ quá to hoặc là nụ quá nhỏ mình sẽ lựa một cái nụ ở trung bình à, giống như cái này lấy một cái nụ nào trung bình như nụ này trung bình của cái nụ này ha để ý cái này rồi đâu vòng vòng ở đây để ý cái nụ này nụ trung bình không quá to không quá nhỏ để mình nhìn nó coi hoặc là mình bây giờ nó hiện đại hơn lấy cái điện thoại ra chụp hình nó rồi ngày mai ra sách cái điện thoại ra mở cái tấm hình hôm qua lên coi của nụ của nó hôm nay với cái tấm hình ngày hôm qua coi nó có khác nhau cái gì không nó để mình kiểm tra coi nó có phát triển như thế nào không để mình 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 theo dõi sát nó như vậy đó thì mình thấy nó không phát triển thì mình sẽ xịt vô liền để cho nó phát triển chứ không phải là đợi tới ngày 28 29 rồi mới nói điện thoại vô cây mai của anh bị sớm rồi hoặc là cây mai của anh giờ đó bị trễ rồi thì giờ đó 28 29 rồi là có một cái đường cứu cuối cùng là anh em mình chạy ra chợ mua cây mai mới thôi chứ không còn cái đường nào để xử lý hết người ta xử lý là xử lý tầm khoảng 20 là bắt đầu xử lý 20 đến 25 là rất là quan trọng trong cái khâu đó luôn 20 đến 25 nó sẽ quyết định cây mai đó nở sớm nở trễ nở đúng nha anh em rồi clip hôm nay nói chung là chia sẻ một số vấn đề đó thôi anh em mình nắm rõ một số vấn đề đó là ok rồi ha ngày mơ hiểm sẽ tiếp tục lên để nhắc cho anh em mình một số vấn đề quan trọng hơn nữa rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ trong thời gian tết để cho kênh của em nhanh lên tí nha anh em rồi cô chú anh chị em mình thấy clip hay hấp dẫn hoặc là tiện ích cho anh em mình được phần nào thì anh em mình cho em một like ủng hộ tinh thần ha em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều em cảm ơn cô chú luôn